Kiwi ơi, con ăn cái gì đây? Con ăn... À, chào tất cả các bạn nha. À, Kiwi đang ăn mì đấy, ăn bánh mì. Hôm nay bạn mua cho Kiwi bánh mì đấy. Kiwi rất thích ăn bánh mì các bạn ạ. Con bảo các bạn là con thích ăn bánh mì đi. Đúng rồi. Con đi học về con đói quá à. Con đói à? Bạn Kiwi đi học mẫu giáo về đói quá nên là lấy bánh mì để ăn đây trước khi ăn cơm. Bởi vì chưa đến bữa cơm cho nên bạn ăn bánh mì trước cho đỡ đói. Có ngon không con? Ngon à? Ngon cực kỳ nhỉ? Đúng rồi, ngon cực kỳ. Đấy, mẹ nấu cả thêm mì cho con nữa nhá. Con có ăn xúc xích không? Đúng rồi, mẹ nấu cả xúc xích cho con nữa. Bạn Kiwi cũng rất thích ăn xúc xích nữa các bạn ạ. Mai mẹ lại mua bánh mì cho con nữa nhá. Thế con phải ngoan nhá. Con phải ngoan nhá. Vâng ạ. Được rồi, thế khi nào mẹ lại mua bánh mì cho con nữa. Mày ngồi đấy ăn đấy. Hả? Sao con lại ngồi đấy để ăn? Con ra ghế con ngồi ăn đi. Kiwi ơi. Ơ, con ăn xong chưa? Thế con chào các bạn đi. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nhá. Con bảo hẹn gặp lại các bạn đi. Bye bye. Đúng rồi, bye bye. Bạn đi ngủ đi à? Con bảo bạn đi ngủ đi à? Con nói lại nào. Có gì vui đấy.